xét nghiệm toàn bộ dân thành phố Bạc Liêu nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm phức tạp. Sau khi toàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu được phong tỏa, vẫn phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19, tỉnh đã yêu cầu toàn bộ người dân thành phố này phải xét nghiệm COVID-19. Liên quan đến vụ việc này, ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại công ty tài chính F88 chi nhánh Bạc Liêu. Theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu, quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người và vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, về an toàn ở nơi đông người được phát hiện vào ngày 22 tháng 8 tại khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Trước đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nội dung khẳng định, qua đối chiếu với các quy định về phòng chống dịch COVID-19, từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến nay, chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết, thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động. Công ty tài chính F88 không thuộc đối tượng theo quy định để hoạt động. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố Bạc Liêu kể từ 3 giờ ngày 23 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Lý do trong đêm ngày 22 tháng 8, tại tỉnh này phát hiện trường hợp F0 là nhân viên của công ty tài chính F88 có trụ sở chi nhánh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Theo ngành y tế nhận định, ca nhiễm này có yếu tố dịch tễ phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.